Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 22 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri huyện Phù Cử. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Bất an toàn lao động tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, xã hội hóa trên 300 triệu đồng xây dựng ao bơi cho thiếu niên. Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tuấn, sinh năm 1984 ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tử hình với tội danh giết người. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện Phù Cử đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Quang Hưng và xã Nhật Quang. Dự buổi tiếp xúc có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã kiến nghị tập trung vào một số vấn đề về sản xuất nông nghiệp như vấn đề thủy nông do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện triển khai chậm, kế hoạch chỉ đạo sản xuất cung ứng giống thuốc chưa phù hợp với cơ cấu thời vụ, đẩy nhanh tiến độ cải tạo nâng cấp các tuyến đường sau khi đã hoàn thành khảo sát, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý đất dôi dư còn chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường. Cử tri hai xã cũng kiến nghị vấn đề tinh giản biên chế, thiếu nhà văn hóa, sân chơi ao bơi cho các em thanh thiếu nhi. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Đặng Minh Ngọc đã tiếp thu giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Các ý kiến vượt thẩm quyền được đoàn tổng hợp và chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền để có ý kiến trả lời cử tri trong kỳ họp tới. Chiều ngày 21 tháng 6, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố Hưng Yên năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Tạ Hồng Quảng, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của nhiệm vụ diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Hưng Yên năm 2018, thống nhất nội dung, hiệp đồng các lực lượng, chuẩn bị nội dung trong luyện tập và thực hành diễn tập, bồi dưỡng riêng từng vai tập. Theo kế hoạch, nội dung diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2018 được chia làm hai giai đoạn, gồm xử lý nhanh khi có tình huống xảy ra trên địa bàn và thực hành sơ tán nhân dân, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên sông. Ngoài ra, trong quá trình diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn sẽ gắn với diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường xã của 4 đơn vị gồm Minh Khai, Quang Trung, Hồng Châu, Quảng Châu. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 6, Hội Nông dân huyện Kim Động tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2021. Dự đại hội có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua hoạt động thiết thực nhằm khẳng định vai trò đồng hành cùng nông dân trong xây dựng nông thôn mới, từng bước phát triển một nền nông nghiệp hiện đại. Trong 5 năm qua, hội viên nông dân trong huyện đã đóng góp ủng hộ gần 15,5 tỷ đồng, 5.500 ngày công lao động, hiến hàng nghìn mét vuông đất để góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương cơ sở. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 23 người và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội Nông dân tỉnh. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, cùng đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi tại một số điểm thi. Đến kiểm tra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Đức Hợp và Trung học phổ thông Nghĩa Dân huyện Kim Động, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các nhà trường. Đồng chí yêu cầu các nhà trường khẩn trương hoàn thiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo hệ thống chiếu sáng, quạt mát, nước uống phục vụ thí sinh tham gia kỳ thi, đảm bảo các điều kiện về đi lại, sinh hoạt cho các thành viên, đơn vị tham gia phục vụ kỳ thi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các nhà trường tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn tại các điểm thi, chủ động xây dựng phương án dự phòng trong mọi tình huống, không làm ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi, đảm bảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Vừa qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn
đã tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của thông báo 211 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đấu nối đồng hồ cấp nước, phương án giá nước, chuyển nhượng các công trình cấp nước và hỗ trợ hộ nghèo đấu nối sử dụng nước sạch. Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo số 211 TBUBNG, trong đó nêu rõ các đơn vị cấp nước được thỏa thuận với người dân để huy động kinh phí đấu nối cụm đồng hồ, khoản kinh phí đó được xử lý như trừ dần vào tiền sử dụng nước hàng tháng, không tính vào giá nước để đảm bảo mức giá nước thấp hơn, không vượt mức trần của Bộ Tài chính quy định và phù hợp hơn, đảm bảo người dân có thể tiếp cận được với nước sạch. Việc huy động này đa số được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, đã báo cáo Ủy ban Nhân dân các xã và tổ chức họp tới từng thôn. Cùng với đó, đã thực hiện theo quyết định 6 năm ngày 15 tháng 1 năm 2018 về định mức dự toán lắp đặt một cụm đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đơn vị cấp nước đều cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thông báo 211, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã lắp hoặc sẽ lắp đặt đồng hồ đo nước. Trong thời gian chờ quyết định phê duyệt giá nước mới tính đúng tính đủ, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục áp dụng mức thu cũ tại quyết định 814 ngày 15 tháng 4 năm 2010. Khi mức giá nước mới được duyệt, các doanh nghiệp cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc đảm bảo đầy đủ quyền lợi của tất cả các khách hàng đã lắp hoặc sẽ lắp đặt đồng hồ theo đúng các yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 21 tháng 6, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gọi tắt là VACIP, tổ chức hội thảo phân biệt hàng thật hàng giả năm 2018. Trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang tràn lan trên thị trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tài chính và thương hiệu của doanh nghiệp, tại hội thảo, các chuyên gia và ship cùng đại diện một số tập đoàn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như Nike, Unilever, Marshall, Levi's đã giới thiệu về tính năng, đặc điểm các loại sản phẩm của tập đoàn công ty mình. Đại diện của các nhãn hàng cũng chia sẻ kinh nghiệm, cách nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, thông qua đó giúp lực lượng chức năng nắm bắt thêm về các phương pháp nhận diện hàng giả, hàng nhái nhanh chóng bằng tem chống giả, cũng như các công nghệ đang được áp dụng phổ biến trên các loại tem chống giả hiện nay. Đồng thời phổ biến các kiến thức về luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, luật thương mại, nghị định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát hiện và xử lý vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt là các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do chưa thực hiện tốt quy định về đảm bảo an toàn lao động nên đã có nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra, gây ảnh hưởng lớn tới tinh thần, cuộc sống của người lao động tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Gần 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Vi, thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, sinh hoạt với một cơ thể không trọn vẹn. Hai vụ tai nạn khi nghiền nhựa đã khiến chị mất bàn tay trái và một phần cánh tay phải. Vì tai nạn lao động khi sản xuất tái chế nhựa, chồng chị cũng bị mất 3 ngón tay. Nói chung là bây giờ thì chả làm được cái gì. Giờ rời còn hơn cả dự báo thời tiết. Nó nhức, nó tấy hết cả lên đây, lên cả vòng đầu này. Bây giờ chỉ có mỗi ông chồng, ông chủ cột. Nhưng mà chồng thì lại cũng mất 3 ngón trước mấy cái đợt đầu của tớ 35. Không riêng vợ chồng chị Vi, hơn 5.000 lao động tại làng nghề Minh Khai vẫn đang làm việc cho điều kiện không đảm bảo an toàn, không được trang bị kiến thức và thiết bị bảo hộ lao động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp như bệnh hô hấp, da liễu và ung thư. Điều đáng nói là phần lớn lao động không được ký kết hợp đồng, không được đóng bảo hiểm xã hội. Nếu có tai nạn xảy ra, chịu thiệt thòi luôn là người lao động. Từ thực tế những vụ tai nạn, ý thức của một số người dân đã thay đổi, nhưng cũng chỉ dừng ở việc hạn chế sản xuất thủ công hoặc trang bị thêm khẩu trang, đôi găng tay sơ sài. Những năm trước, do cũng chưa phát triển, cùng với lại cũng cái máy móc thủ công, thì ở địa phương cũng có thỉnh thoảng vẫn xảy ra những cái trường hợp tai nạn lao động như cụt ngón tay rồi đốt bàn tay rồi các tai nạn lao động khác. Thì thôn Minh Khai mấy năm vừa rồi thì cũng phát triển tương đối nhanh. Đa số các doanh nghiệp rồi các gia đình họ đầu tư máy móc hiện đại đưa vào để sản xuất. Do vậy nó cũng đã giảm đi cái việc đó.
Trung bình một năm, làng nghề xảy ra từ 1 đến 2 vụ tai nạn. Tuy nhiên, với những hình ảnh như thế này, môi trường lao động của công nhân có thực sự an toàn? Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác chi khám chữa bệnh 5 tháng đầu năm 2018. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2018, số người tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh là trên 989.500 người, tăng gần 9,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 84,5% dân số. Năm tháng qua, Bảo hiểm xã hội cũng đã chi trả cho trên 521.000 lượt người khám chữa bệnh với tổng số tiền là trên 540 tỷ đồng. Trong đó, riêng số chi tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh là trên 358 tỷ 690 triệu đồng, vượt 17%, tương đương là trên 48 tỷ đồng so với dự toán năm 2018. Trong đó, một số đơn vị có số chi vượt dự toán cao là Bệnh viện Đa khoa tỉnh trên 19,4 tỷ đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền 6,6 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối 5,4 tỷ đồng, Trung tâm Y tế Văn Giang Phù Cử từ 4 đến 5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh, các đơn vị cơ sở y tế còn chỉ định sử dụng và thanh toán dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế, đơn thuốc, quản lý bệnh nhân chuyển tuyến không hợp lý. Việc chỉ định điều trị nội trú với một số bệnh nhân mắc bệnh nhẹ còn dài ngày. Những vi phạm trên đã và đang dẫn đến tình trạng mất cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 22 giờ 22 phút ngày 19 tháng 6 năm 2018, quần chúng nhân dân phát hiện và báo tin tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ có hai nữ sinh tử vong, trên người có nhiều vết thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Mỹ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác khám nghiệm và điều tra, lực lượng công an xác định hai nạn nhân chết là Nguyễn Thị Trà, 12 tuổi, ở thôn Ngân Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ và Lê Thị Ngọc, 14 tuổi, ở thôn Châu Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Được biết trước đó vào khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi dự sinh nhật bạn tại quán karaoke Quy Cơ ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Ngọc đã mượn xe máy biển kiểm soát 36M101915 của Bùi Tuấn Anh, 20 tuổi, ở Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, là bạn cùng dự sinh nhật, để về nhà thì xảy ra sự việc trên. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Đến 14 giờ 40 phút ngày 20 tháng 6, gia đình nạn nhân Lê Thị Ngọc đã đưa xe tang lễ chở thi thể Ngọc đến cổng công an huyện Yên Mỹ yêu cầu trả lời nguyên nhân về cái chết của cháu Ngọc. Còn gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Trà đã mang quan tài ra địa điểm xảy ra vụ việc từ lúc 14 giờ 45 phút ngày 20 tháng 6, gây ách tắc giao thông trên đường 381 và quốc lộ 5 đoạn từ cầu vượt Phú Thụy, thành phố Hà Nội đến huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên từ 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 đến 6 giờ ngày 21 tháng 6. Và có khoảng 500 người dân hiếu kỳ tham gia. Mặc dù được công an tỉnh, chính quyền huyện, xã và công an huyện tích cực tuyên truyền, vận động, tuy nhiên hai gia đình không đưa về nhà mai táng. Theo đề nghị của gia đình, công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an về khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, khi Viện Khoa học Hình sự đề nghị đưa thi thể về cơ sở y tế để khám nghiệm, nhưng hai gia đình kiên quyết từ chối và không hợp tác. Đến 5 giờ 45 phút ngày 21 tháng 6, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tổ chức đưa thi thể cháu Trà về Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm để tiến hành khám nghiệm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, một số đối tượng quá khích đã cố tình chống đối, cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ. Lực lượng công an đã kiên quyết bắt giữ và điều tra xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với thi hài cháu Lê Thị Ngọc, vào hồi 6 giờ 15 phút ngày 21 tháng 6, gia đình tự nguyện đưa về Trung tâm Y tế huyện để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên và huyện Yên Mỹ tập trung điều tra xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 22 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Văn Tuấn, sinh năm 1984, ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, với tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2017, tại nhà của Tuấn ở thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, Tuấn và anh Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1993, ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, cùng hai đối tượng khác sử dụng ma túy đá.
Do có mâu thuẫn nên Tuấn ra tay sát hại anh Thao. Hành vi phạm tội của Tuấn đã phạm tội giết người với tình tiết định khung, thực hiện tội phạm một cách man dợ và có tính chất côn đồ. Theo quy định tại khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự, căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tuấn mức án tử hình. Hồ điều hòa không khí không chỉ có vai trò tạo cảnh quan, tiêu thoát nước đô thị mà còn có ý nghĩa về mặt môi trường. Để đảm bảo nguồn nước và duy trì các vi sinh vật có lợi, các cơ quan quản lý liên quan cần nâng cao mực nước các hồ điều hòa vì mực nước ở nhiều hồ hiện đã xuống thấp. Thành phố Hưng Yên có 3 hồ điều hòa chính, đó là hồ Bán Nguyệt, hồ An Vũ và hồ Nam Hòa. Từ lâu, các hồ điều hòa này đã góp phần tạo cảnh quan đẹp và có tác dụng lưu trữ nước, điều hòa môi trường không khí cho thành phố. Tuy nhiên, những ngày gần đây, do nhiệt độ tăng cao khiến mực nước ở một số hồ giảm, cộng với sự thiếu ý thức của một số người dân vứt rác thải ra hồ. Để bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan đẹp, đơn vị liên quan cần làm tốt việc điều tiết nguồn nước mặt ở các hồ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh xung quanh khu vực, các hồ điều hòa. Để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, cũng như tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đã kêu gọi xã hội hóa trên 300 triệu đồng từ nhân dân để cải tạo ao bơi an toàn, hợp vệ sinh cho các em. Trước đây, ao bơi này là ao nuôi cá của xã thường xuyên ô nhiễm rác thải vào nguồn nước. Năm 2016, người dân đề xuất muốn tái tạo, nâng cấp để các em thanh thiếu nhi có không gian vui chơi bơi lội an toàn. Từ đó, thôn đã vận động nhân dân con em xa quê quyên góp để xây dựng với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Ao bơi có tổng diện tích 2.000 m², xung quanh được kè bằng đá kiên cố. Hàng ngày thu hút trên 50 lượt các em thanh thiếu nhi đến tham gia bơi lội. Để đảm bảo an toàn, chi hội cựu chiến binh của thôn chịu trách nhiệm trông coi hàng ngày và hướng dẫn các em những kỹ năng cần thiết, góp phần phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao, phòng tránh tình trạng đuối nước trong dịp hè ở địa phương. Hè năm nay, trên địa bàn huyện Khoái Châu có 2 điểm bể bơi thông minh đáp ứng nhu cầu bơi lội và học bơi của thanh thiếu niên trong huyện. 2 điểm bể bơi thông minh ở xã Đông Kết và Tân Dân do Công ty Phát triển Tài năng Everest lắp đặt và quản lý. Bể bơi thông minh hay còn gọi là bể bơi di động được làm bằng vải bạt cao cấp, độ sâu từ 80cm đến 1m, phù hợp với nhiều lứa tuổi từ mầm non đến thiếu niên. Bể bơi có hệ thống lọc nước tuần hoàn, xử lý nước hàng ngày nên đảm bảo vệ sinh. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu bơi lội hàng ngày của đông đảo thanh thiếu niên, thì tại các điểm bể bơi thông minh còn triển khai chương trình phổ cập bơi, tổ chức các lớp dạy bơi giúp cho nhiều trẻ em trong huyện Khoái Châu biết bơi và được trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải Pencastilat Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2018. Tham dự giải có 91 vận động viên đến từ 5 đoàn là Tiên Lữ, Phù Cử, Kim Động, Mỹ Hào và Văn Lâm. Các vận động viên thi đấu ở 17 hạng cân dành cho cả nam và nữ. Mỗi trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Giải được tổ chức nhằm đánh giá phong trào tập luyện và công tác đào tạo võ thuật nói chung và môn Pencastilat nói riêng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thông qua giải để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển Pencastilat của tỉnh. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 17 bộ huy chương cho các vận động viên nam và nữ giành huy chương vàng, bạc, đồng ở các hạng cân, nhất toàn đoàn thuộc về đoàn vận động viên huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Tiên Lữ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại chính quyền cấp xã, ghi nhanh công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, ô nhiễm môi trường khu dân cư và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.